Vâng, xin chào tất cả các bác, cô chú, anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2022. Em là chủ kênh Lan Rừng Cường Hiền đã lên một cái video bán hàng chia sẻ con giống tới tất cả các bác. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bước chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của nhà vườn là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn Lan Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất là nhiều các mặt hàng con giống như là bệt huyền diệu, hồng xòe, hồng yên thủy, năm cánh trắng bạch tuyết, hồng á hậu, minh châu, tố đan, anh cả, phú thọ, chia sẻ tới tất cả các bác cô chú anh chị. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những đơn hàng ưng ý nhất. Sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Em đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay, đó là một cây hồng á hậu. Cây này thì ấm chậu rồi các bác cô chú anh chị mình nhá, vẫn đang đi ngọn rất là khỏe. Cái đơn hàng số 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho các bác cô chú anh chị siêu tầm hồng á hậu. Và em mời các bác ngắm khuôn bông của bông hồng á hậu. Và đây là khuôn bông của bông hồng á hậu các bác nhá, một bông hồng cao cấp rất là đẹp. Con nào chưa có giống thì các bác nhanh tay siêu tầm. Đấy. Quá là đẹp luôn các bác nhá. Trước đây những cái cây nhìn này nó rất là đắt. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay đó là một chậu nái hồng á hậu. Chậu này thì có hai mầm gốc thôi nhá. Đấy, một mầm gốc này thì được khoảng tầm 33-34 cm và mầm này thì được khoảng tầm 10 cm. Đấy, hai mầm. Chậu này về các bác là chậu nái siêu đẹp luôn. Thân già này không đo các bác nhá. Tổng chậu này khoảng tầm 42 cm. Đơn hàng số 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 900.000 đồng cho các bác cô chú anh chị siêu tầm. Đơn hàng số 2, hồng á hậu. Rất là mập đẹp luôn các bác nhá, vẫn đang đi ngọn đấy ạ. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay cũng là một chậu hồng á hậu. Chậu này 40 cm các bác nhá. To mập đẹp, vẫn đang đi ngọn rất là khỏe luôn. Ngọn đi phà luôn các bác nhá. Đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 1 triệu đồng cho các bác cô chú anh chị siêu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay đó là một chậu năm cánh trắng bạch tuyết. Chậu này là chậu nái các bác nhá. Chậu này một mầm gốc ạ. Và nó được một, nó còn một đoạn thân già này. 1 2 3 4 mắt. Và vẫn còn một cái mắt gốc đây các bác nhá. Đấy. Về các bác có thể bôi tí di xanh là nó lên. Bạch tuyết này nó đẻ rất là khỏe, một năm nó đẻ 3 4 lần các bác nhá. Và như chậu này thì các bác có thể sưu tầm về năm nay các bác làm hoa chính chủ luôn. Như chậu này về các bác có thể kích hoa luôn. Đấy. Cái đơn hàng số 4 này em chia sẻ cho các bác với giá là 2,8 triệu đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm năm cánh trắng bạch tuyết. Và em mời các bác ngắm khuôn bông của bông năm cánh trắng bạch tuyết. Đây là mặt bông của bông năm cánh trắng bạch tuyết các bác nhé. Năm cánh trắng bạch tuyết là một dòng năm cánh trắng cao cấp luôn đấy ạ. Bông thì phải gọi là đẹp xuất sắc luôn. Cái này năm ngoái những cái chậu như này nó rất là nhiều tiền, nó vài tỷ cơ ạ. Năm nay giá nó hạ rất là nhiều rồi. Các bác có thể sưu tầm về làm hoa chính chủ, chơi tác phẩm luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay đó là một chậu nái hồng yên thủy các bác nhé. Chậu này hai mầm gốc. Đây ạ, chậu này hai mầm gốc rồi. Chậu nái siêu đẹp luôn, vẫn đang đi ngọn, rất là khỏe luôn các bác nhé. Yên thủy này gần như là đi vượt đông luôn. Cái đơn hàng số 5 này, 1m1 em chia sẻ cho các bác với giá là 700.000 đồng cho các bác cô chú anh chị siêu tầm. Chậu nái quá đẹp luôn, chậu này về năm nay các bác làm hoa chính chủ luôn. Đấy, các bác làm nó sẽ ra hoa hai thân này luôn. Các bác chơi thì các bác cứ cắt nước sớm thì là nó sẽ ra hoa. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay đó là một cây hồng yên thủy các bác nhá. Hồng yên thủy đây, vẫn đang đi ngọn này, rất là khỏe. Cây này thì khoảng tầm gần 40 cm rồi các bác nhé. Rễ của nó này, có bộ rễ thì phải siêu nhiều rễ luôn. Cây này tầm 40 cm rồi. Cái đơn hàng số 6 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho các bác cô chú anh chị siêu tầm hồng yên thủy các bác nhé. Cây. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay cũng là một cây hồng yên thủy. Rễ của nó đây, cây này cắt khúc các bác nhé. Và cây này thì cũng khoảng tầm 40 cm rồi, gần 40 cm rồi, vẫn đang đi ngọn. Đơn số 7 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho đơn hàng số 7.
Và đây là mặt bông của bông hồng nguyên thủy các bác nhé, một bông hồng quốc dân ạ, rất là đẹp luôn. Cái yên thủy này thì nó cũng rất là sai hoa các bác nhé. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay là em có một cái chậu bệt huyền diệu các bác nhé. Bệt huyền diệu. Cái này nó là mầm gốc năm 2. Đây mẹ của nó đây, mẹ vẫn còn nguyên. Cái này thì cái mầm gốc này nó khoảng tầm 22-24 cm các bác nhé. Đã, rất là đẹp luôn, khỏe. Con này cực khỏe luôn các bác nhé. Cái dòng bệt này thì mặt hoa của nó là bệt rồi. Và thân lá của nó là dòng lá mít luôn các bác nhé. Cái này thì phải nói thật với các bác là số lượng nó rất là ít, nó rất là hiếm ấy ạ, nó không có nhiều. Và cái đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 1,2 triệu đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm bệt huyền diệu. Em mời các bác ngắm khuôn bông của bông bệt huyền diệu. Em mời các bác ngắm khuôn bông của bông bệt huyền diệu. Đấy, rất là sai hoa luôn các bác nhá, rất là sai hoa và rất là đẹp. Cái này số lượng thì phải gọi là cực kỳ ít các bác nhá. Năm ngoái thì nó rất là đắt và gần như là số lượng ki ra thị trường nó rất là ít. Năm nay thì nó mới có được vài ki thôi các bác nhé. Từ đầu vụ đến bây giờ em mới bán được khoảng tầm 4-5 ki thôi ạ. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay đó là một ki hồng xòe. Xòe cắt khúc. Đấy, cái ki này thì xuống chậu được khoảng tầm nửa tháng rồi các bác nhé. Đang bám ra thể rồi, rễ rất là đẹp. Cái ki này thì được khoảng tầm 18 sen các bác nhé. Vẫn đang đi ngọn. Cái đơn hàng số 9 này em chia sẻ cho các bác với giá là 550.000 đồng. Cho đơn hàng số 9. Hồng xòe. Em mời các bác ngắm khuôn bông của bông hồng xòe ạ. Một bông hồng rất là đẹp luôn các bác nhé. Hồng xòe thì hiện tại bây giờ nó lại đang hot đấy ạ. Bông này quá đẹp luôn. Đây các bác nhìn này. Nó phấn hồng luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 ngày hôm nay cũng là một ki hồng xòe cắt khúc. Rễ của nó đây các bác nhé. Cái này thì cũng đang đi ngọn ạ. Cái đơn hàng số 10 này em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Ki này thì khoảng 16 cm các bác nhé. Em chuyển qua đơn số 11. Đơn số 11 ngày hôm nay cũng là một ki hồng xòe. Vẫn đang đi ngọn và ki này thì cũng khoảng tầm 16 cm. Đơn số 11 này em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Những cái ki xòe phải gọi là quá đẹp luôn các bác nhé. Các bác có thể sưu tầm 2-3 ki và các bác ghép làm một chậu. Và các bác xem ở trên live chưa được sắc nét thì các bác kết bạn với em qua Zalo, số điện thoại là 0349 581 888. Em sẽ chụp chi tiết từng đơn hàng một gửi qua Zalo cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 ngày hôm nay đó là một ki hồng xòe các bác nhé. Cắt khúc ươm kỳ, rễ của nó đây, rễ thì cũng rất là đẹp luôn. Vẫn đang đi ngọn, kỳ này thì khoảng tầm 14-15 cm. Cái đơn số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 480.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Đơn hàng số 12, hồng xòe. Em chuyển qua đơn hàng số 13. Đơn hàng số 13 ngày hôm nay cũng là một kỳ hồng xòe cắt khúc, rễ siêu khỏe luôn các bác nhé. Cái kỳ này thì vẫn đang đi ngọn. Kỳ này thì nó cũng tầm chắc 12-13 cm. Em áng áng như thế. Đơn số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 460.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Và hết đơn số 13 này là hết hồng xòe. Em chuyển qua đơn số 14. Đơn số 14 ngày hôm nay là em có một ki hồng minh châu, một ki duy nhất. Đơn số 14 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 15. Đơn số 15 ngày hôm nay là em có một ki tố đan siêu cánh bầu. Ngày hôm qua em có chậu mẹ thì có bác sưu tầm chậu mẹ rồi. Thế này còn một cái ki thôi, chia sẻ tới tất cả các bác cô chú anh chị mình. Mà nào chưa có giống thì các bác nhanh tay sưu tầm. Đơn số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em mời các bác ngắm khuôn bông của bông tố đan siêu cánh bầu luôn các bác nhé. Bông này một mặt bông đẳng cấp luôn đấy ạ. Em chuyển qua đơn số 16. Đơn số 16 ngày hôm nay đó là một ki 5 cánh trắng anh cả cắt khúc. Ki này thì em mới xuống chậu, thân mẹ rất là to luôn các bác nhé. Đơn số 16 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm 5 cánh trắng anh cả. Em chuyển qua đơn hàng số 17. Đơn hàng số 17 ngày hôm nay cũng là một ki 5 cánh trắng anh cả cắt khúc. Rễ của nó đây các bác nhé. Rễ phải gọi siêu khỏe luôn.
Đơn số 17 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 18. Đơn số 18 ngày hôm nay đó là một chậu nái 5 cánh trắng anh cả. Đấy, chậu này thì về các bác ngắm hoa luôn. Chậu này thì có 5 mầm gốc các bác nhá. 5 mầm gốc đây, những mầm dài này thì nó tầm khoảng 80 cm một mầm và vẫn đang đi ngọn rất là khỏe. Đấy, thân nó rất là to luôn các bác nhá. Nó buồn như mái tóc luôn. Cái này về các bác treo lên như này để năm nay ra hoa hết tất cả 5 cái thân này thì phải gọi là chậu này tác phẩm luôn. Và đơn số 18 này em chia sẻ cho các bác với giá là 1 triệu đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm 5 cánh trắng anh cả. Em mời các bác ngắm khuôn bông của bông 5 cánh trắng anh cả. Và đây là khuôn bông của bông 5 cánh trắng anh cả các bác nhé. Một bông 5 cánh trắng nó cũng rất là đẹp luôn đấy ạ. Em chuyển qua đơn hàng số 19. Đơn hàng số 19 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này 3 mầm gốc. Buông như là mái tóc luôn các bác nhé. Rất là dài và đẹp. Đơn số 19 này em chia sẻ cho các bác với giá là 650.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Chậu này năm nay về các bác ngắm hoa luôn, chơi tác phẩm luôn. Em chuyển qua đơn số 20. Đơn số 20 ngày hôm nay cũng là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này 4 mầm gốc các bác nhá. 4 mầm gốc. Và cái đơn số 20 này em chia sẻ cho các bác với giá là 700.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. 4 mầm gốc rất là đẹp. Chậu này năm nay về các bác ngắm hoa luôn, làm hoa chính chủ luôn, chơi tác phẩm luôn. Đấy. Và đơn số 20 này cũng là đơn số cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888 hoặc là các bác có thể kết bạn với em qua Zalo hoặc Facebook là Lan Rừng Cường Hiền. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.